Rồi, hello anh em nha. Đây là trại trồng hương Chí Tâm ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại liên hệ là 0914 444 865, số Zalo nha anh em. Này, em bắt mấy con trồng đực nhảy của nhà em cho anh em xem, để xem cái con giống của nhà em nè. Đây, em này chắc nặng á. Đây, anh em thấy con tròn á. Bắt cái ngoài mới thấy con tròn nó bự cỡ nào ha. Nè, lông sáng, màu sáng ok. Trồng nhà em nuôi ha. Đây là mấy một em đực nha, lông màu sáng lắm. À, anh em nhìn thấy tròn ha. Lông màu sáng tuyệt vời. Nè, anh em nhìn tròn đứng ngang, bắt lên đứng ngang với em nè ha. Nhìn tròn rất là màu sáng nha anh em. Giống này là đổ ra thì tuyệt vời luôn, anh em khỏi chê. À, ăn uống khỏe mạnh, hàng em nuôi từ bé đến lớn nha anh em. Chồng này là chồng nhảy nha, chồng này chồng nhảy nha, nhìn nè, vàng dương của em đó nè, rất là tốt luôn á. Em này là số 21. Để em bắt tới một em nữa cho anh em xem. Em bắt một em số 19. Số 19 thế hệ F1. Đây, gà con. Đây, số 19 anh em nhìn ha. Anh em nhìn tròn nè. Bắt ra mới thấy con tròn nó bự cái nào ha anh em. Hàng được nhảy nhà em. Em này là số 19 nè. Em này thì cha là gừng đước, mẹ là gừng cam nha. Thế hệ F1. Giống to. À, anh em nhìn giống chồng nè, cầm muốn nổi luôn. Em này chắc cỡ tầm 6 kg mấy, mình chưa cân được. Anh em nhìn thấy con chồng à, màu lông sáng ok. Vô coi, vô lòng đi. Rồi anh em có mua chồng thì cứ gọi cho mình nha, số 0914 444 865. Rồi chào anh em. Thank you.